Pan hit. Ôi giời ơi, kèo được đấy. Vâng, no Hitty. Hitty đánh solo cũng được đánh giá gọi là bình thường. Vâng, bài Hitty ở solo thì nó cũng tùy bài. Không như là 22 thì bài Hitty cũng lòng nhiệt hơn các bài khác một chút. Và tỷ số thì tôi ngay chỉnh ngay đây thôi. Tỷ số là 2-1 ở trận thắng đầu tiên của No 1. Và sau cái turn đít là một trận thắng nó cũng có ý nghĩa. Năm dân đều nhau. Nói chung lúc 5 dân đầu thì bằng nhau là đúng thôi. Trừ khi ông bên kia ông chết một dân, ông bên mình chết một dân thì nó không đều. Thì nông dân thứ 6, thứ 7 trở đi thì nó sẽ khác. Dân Pan mà. Một voi hiêu 5, quả đầu dường như là 7 cây. Như vậy thêm một bát quả phụ nữa thì là bài được, gọi là bài được thôi. Còn bài khỏe nó sẽ là một con voi. Hai quả phụ thì nó là siêu khỏe rồi, Hitty chắc là hết cửa. Hai quả phụ thì thực sự là Hitty có một cửa thắng là rất khó. Trừ khi mắc binh của Pan, à mắc binh của Hitty. Mắc binh của Hitty cũng như nhà quá hốc và lên đời sớm. Thì Pan thực sự rất khó. Rất khó đánh cái kèo đấy. Khi mà Hitty nó kin lạc đà cực kỳ nhanh. Nó không bắn khác, không khác thì cũng A cả. Vâng, một bạn bảo thêm quả phụ kích 8, nhưng kích 8 trận này hơi khó. Đôi voi nữa, rồi. Cửa thắng của No 1 lại mở rộng ra thêm một tí. Vâng, đi vào trong cái chỗ cánh rừng kia là quả nữa thì thúng qua thôi. Nhấc hình. Đôi voi, vâng, đôi bài 5 voi thôi, thế là đủ rồi, thôi. Rồi làm cái gì nữa, câu về thôi. Đóng S. Và bài hiêu 7 thì phải, hiêu 6. Hiêu 6 và 5 voi, đã mắc bêu được chưa? Quả phụ à? Giời ơi, ơn giời quả ấy rồi, thế thôi câu tạm 4 voi vậy anh được. Câu tạm 4 voi còn một con để làm cảnh cho đôi bạn nó sợ. Sau đó gian quả phụ nó mát. Vâng, HB Yugi lại cầu mong nhà No 1 không có quả phụ và cộng nghèo. Sau này anh có cái tư tưởng gọi là tư tưởng vậy. Vâng. Quả phụ 5 thôi là cũng đã quá đủ cho một cuộc tình rồi. Và cửa sổ khả năng là đang mở dành cho game thủ Minh Nhật. Chỉ cần đôi bạn kể cả dò đến mười mấy phần trăm chăng nữa thì bài này rất khó, nhưng mà bài Pan là siêu khỏe. 5 voi quả phụ. Không, quả phụ lại là 6 cây nữa cơ. Thôi cái gì nó cũng mắc cả rồi. Mỗi bài hiêu nó không phải là 7 con. 5 voi rồi. Khả năng 6 voi là cao lắm vì cái bóng đen ở dưới kia vẫn chưa dò hết. 19 dân. Kích đời tầm 6-5 năm không? Kích. Vâng, anh chậm 42 giây do giật lag. Thế bài 8-5 năm lên đời. Kích tầm 9-10. Nếu với tầm 3 dân đóng. Vâng, chỉ ăn một câu thôi. Bài siêu khỏe. Một bài bàn như trong mơ vậy. Như vẽ map luôn, thề. Như vẽ, map như vẽ. 5 con voi quả phụ hiệu 6 về nhà. Thôi chả cần về 22, 19 dân rồi. Đội bạn 23 dân rồi. Ô, đội bạn giờ mới 23 dân kìa. Nhưng mà tôi đội bạn lại đánh chém 23 dân. Rất ai cầm Hitty đánh solo cầm 23 dân đánh chém cả. Rất ít. Trừ khi anh team map 22. Hitty anh chém không được đánh giá quá cao. Không cần ăn voi nữa là cái gì cả. 4 con voi là quá đủ rồi. Bảo rồi, đã bảo quá quả phụ là chỉ có ăn 4 con voi thôi, không cần ăn nhiều. Mỡ mất tay lại chết dân thì lại khổ với khán giả.
Vâng, như vậy dường như là bọn tôi nhìn nhầm 25 dân ở đội bạn, chứ không phải 23. Nhìn nhầm rồi. Nếu mà đội bạn 25 dân thì là 23 dân lúc đấy, thì nếu bây giờ 25 dân thì là không để dân kịp. Vâng, pan sang nhà đội bạn và đội bạn vẫn đang là những cái móng nhà BE đời 1 thì thôi. Đúng đầy BA đánh thẳng cung, đánh thẳng cung gặp luôn ông Pan lên sớm. Đáng lòng vẫn đời 2. Vừa kích đời thôi, đội bạn cũng kích đời sớm đấy, 1 L 1 A. Và Hitty thì liệu có kịp, có kịp bo bế hết không? Và có kịp rút 6 con nông dân đang ăn vãi quả, đang say sưa ăn quả ở đây không? Chọc luôn. T hit bắn tương đối giáp nhưng sắp tới là còn là đơn vị đời 3 rồi. Một bài kích 9 mà đội bạn vẫn vừa đóng xong nhà điều kiện khi mình sang dò thôi. Cung T đứng đây rồi. Bài khung nhà cần thiết là một con K cộng luôn. Cần thiết là K cộng luôn, bài lực siêu khỏe. Bánh xe 500 thực trong người. Ôi giời ơi. Rồi, như kiểu giết 6 mạng người vậy. Điều tra này ngay xem là có liên quan hay không. Ôi giời, chỗ này mà chưa bo thì thôi, em đẹp lắm mà lấy cua, chỗ này chưa bo. Không, kín rồi. Nhà nó đẹp đấy. Vâng, đừng có tưởng pan bài đẹp nhưng gặp đúng nhà hit mắc binh đen thôi, công ca. Xin cung đờ chưa? Vâng, xin con cung đờ cho nó mát máy. Kích bánh xe rồi mà. Rồi lên xong bánh xe rồi đấy. Ra con voi. Rồi đi đi đi. Trần Văn đi. Ôi, đôi voi nó bảo là 6 voi bài này. Chả vậy đâu, con cao ra thì hết vảy. Ông vảy của tôi cái. Rồi, nào vảy đi. Vảy bằng răng. Vâng, cho thêm cái tay của ông he vào đây nữa nhá. Đội bạn đã có dấu hiệu quýt được chưa? Bánh xe chưa lên xong. Đội bạn vẫn chưa lên xong bánh xe và vẫn chưa có cung đờ. Vâng, đợi cung đờ phải mất 2 phút nữa. Rồi cứ yên tâm mà hưởng thụ. Nằm im, nằm im. Không nằm im mà hưởng thụ sao? Vâng. Tối nay là mim thì phải tươi không? Thì bạn sẽ cảm thấy cái độ buốt. Vâng, đã có bánh xe. Và vác hết dân ra đập con ca này. Và có con ca đằng sau nó đập cho chỉ nhấc hình. Dã luôn đám dân kìa. Rồi. Úi giời ơi. Vác hết dân nhà đi rồi. Quýt. Không có cửa thua. Cung đờ ra chỉ 1-2 con. Giờ làm gì có lực sóc tơn 2. Hộ tôi cái. Vác hết và hết dân dần ra đánh nhau. Đội bạn có 5 và tỷ số là 2 đều dành cho những thủ nô 1. Chúng ta cùng chờ đợi đến với trận thiếu bản lề. Bài mắc binh của Hitty gặp đúng bài mắc binh của ban. Mắc của mắc luôn. 6 voi, ăn 4 voi đầu. Và chúng ta cùng chờ đợi đến với trận thi đấu bản lề ở trong kèo chạm 4.